Tắt cái tiếng bên này đi. Tắt tiếng bên này đi. Rồi, như vậy ván đầu tiên. Thì idol Giang Á Báo là người phá bóng. Rồi, anh em tập trung vào trận đấu. Trận đấu bắt đầu rồi. Ván đầu tiên. Nguyễn Hữu Tiệp chỉ thế là nhanh. Hay quá nhỉ. Và điều 1 ra 2 rất chi tiết của idol Giàng A Báo. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về idol Khải Tóc Dài nhá. Kèo là 11.2 vào. Liệu có một chấm không? Rất tốt. Đang liver mà bạn. Hay quá. Ba bì nữa thôi. Đúng tốc độ bàn thờ luôn anh em ạ. Lên xe là phóng luôn. Quá hấp dẫn. Trời ơi. Nhanh như rửa đít luôn. Oánh như thế mà. 1-2 cho idol Khải Tóc Dài. À, 1-2 cho Khải Tóc Dài dẫn nhá. Idol Giàng A Báo gỡ 1-2. Sợ thật đấy. Một chấm ra nào. Không đến 1 phút đấy anh em ạ. Không đến 1 phút. Quá kinh dị. Ấy anh em phải xem tuyển quốc gia nó chỉ đến thế là cùng. Làm sao mà mặc dù ở đây cả một cái câu lạc bộ đang chật cứng fan hâm mộ cũng như anh em theo dõi cổ vũ nhưng mà oanh đánh vẫn như chỗ không người luôn. Quá dã man. Ồ. Ván này thì không ăn con nào. Chúng ta cùng xem anh sự thể hiện của anh Khải Tóc Dài. Ở đây là đại sao huyệt của anh Khải Tóc Dài nhá. Đất Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Úi giời ơi, idol cứ đóng đã. Riêng idol cứ phải đóng phút nực đã. Idol chưa có cơ hội để thi triển những cái tuyệt kỹ võ học của mình. Ui da. Hay quá nhỉ. Ồ, nhưng vẻ con 3 ra hơi khó, con 3 đang bị dính vào 9 rồi. Con này chắc là gãy hàng trực tiếp luôn. Gãy hàng luôn.
Không được, đánh một con má ngược rất khó. Trượt mất B3 rồi. Cứ bình tĩnh, game chạm 11 cơ mà, còn rất dài. Game chạm 11 cơ. Đó, chúng ta cũng xem idol tung tuyệt kỹ võ học. Ui giời ơi, hay quá rồi. Tuyệt kỹ võ học đấy. Quá đàng hoàng luôn idol ơi. Nói idol khải tóc dài và đầu mới ra đòn đấy. Đấy, anh thuấn như thuấn, thuấn như thuấn cua luôn. Xài. Úi xài. Hay quá mình ơi. Rồi, một bóng 9 nữa thôi. Đùa với idol à? Úi giời, quá mình ơi. 3-1 cho idol. Đùa với Khải à? Đùa với thầy à? Nhất dương chỉ đại pháp. 3-1 cho idol Khải tóc dài. Đùa với cậu này. Quá đẳng cấp. Có đẳng cấp, anh em đang xem bổ tôi quả xẻ nhá. Mỗi anh em bổ tôi quả xẻ cho trận cầu đó. Xứng đáng là trận cầu của hai đại idol, hai cao thủ võ lâm. Quóng hết, phun lực luôn. Tắt tiếng ở đây đi, tắt tiếng ở đây đi. Úi, không được rồi. Idol đã vặn xương sườn trưởng nhưng mà không ăn bi nào. Ba một, đừng có đùa với ai đâu. Rồi idol định làm gì đây? À, A bằng. Úi, hay quá nhờ. Mẹ ông nhiếp ảnh ra cái đứng gọn ra, không cần chọc có vỡ máy anh. À bằng hợp lệ. Đấy, idol bắt đầu ta chỉ rồi. Đùa, đừng có đùa với idol. Hai đại idol luôn. Úi sợi ướn. Úi giời ơi. Hơi dư lực một chút, hơi dư một chút. Ra đuôi anh em ạ. À, anh em đang xem bổ tôi quả xẻ cho trận cầu siêu hấp dẫn đây nào. Hay quá nhờ. Chạy tôi này. Chạy tôi này. Khán giả, ui ôi anh em ơi. Khán giả đang đông nghẹt luôn. Chụp đứng từ góc cái chụp cho anh kiểu ảnh nấy ra đây. Ờ, xong gửi cho tí, gửi cho anh. Trận cầu lức lòng người hâm mộ anh em ạ. Anh em phải hiểu rằng xung quanh đang kín đặc khán giả hâm mộ. Như trận cầu của anh người rời Hoàng Sao với anh Thành Kiên luôn. Úi dồi ôi, anh đóng rất căng nhưng mà lại ra đạn. Ồ không, với góc quay này dường như là chưa mất đường. Hay quá.
riêng idol đóng là cứ phải phun lực, không được, cộng B3 nhưng không thành công. Hôm nay tôi để cái zoom nó hơi xa màn hình một xa bàn một tí, nhưng mà để xa như này để cho anh em thưởng thức hết những cái đường quyền, những cái tuyệt kỹ võ lâm của anh Khải idol này. Rồi, cơ hội cho Giàng A Báo rồi. Rất chính xác. Cơ hội cho Giàng A Báo rút ngắn tỷ số. Tỷ số đang là 2-3. Rút ngắn tỷ số lên 2-3. Rất mượt mà. Ồ, có chút va chạm. Liệu anh có xử lý được không đây? Ôi, ra hình gì? Hình gì? Ôi. Ui giời ơi, vất đi rồi anh em ạ. Vất đi rồi. Không được, chém mọng luôn nhưng không thành công. Ui giời ơi, thôi xong rồi. Cơ hội cho idol Khải tóc dài rồi. Có bỏ hút bò nhất kìa không? Rồi, chỗ nào nhỉ? Vậy, nhất dương chỉ đại pháp. Hay quá. Rồi. Cứ phải phun lực. Cứ phải phun lực luôn. Anh em xem ở đằng sau ấy, kín đặc luôn. Không còn chỗ ngồi. 4-1 cho idol Khải tóc dài. Xung quanh còn không có chỗ ngồi luôn anh em ạ. Lại đi cam không để lại. 4-1. Nguyễn Ngọc Tài. Thế mới là idol chứ. Hai idol này là con đường là công. Không bao giờ biết thủ. Đánh mới như thế. Kỳ dỗ. Thế mới gọi là idol bạn ạ. Hai idol này thì đánh không có trong một cái khoa học, không có một cái định luật được ạ. Cứ con đường là công thôi. Cứ lên xe là phóng đi. Em đừng cầm cái cam, em cầm cái cần kia em lên, em cầm cam nó gãy đây. Đừng cầm cam. Ui, không được. Idol này là cứ lên xe là phóng, sao phải chạy đạn. Nói về lộp thì hai idol cũng là top lộp hàng đầu Việt Nam này. Hay quá. Tỷ số đang là 4-1 cho idol Khải tóc dài nhá. Ra hình gì đấy? Ok, ra hình đẹp luôn. Cơ hội cho. Trời ơi, tận chân công trình luôn. Một pha điều quá chi tiết của idol Giàng A Báo. Lên xe là phóng. Ôi cái ơi, cái ơi. Ôi trời ơi, ẩu thế là cùng em ơi. Quá ẩu.
Thằng con bi cầu thả quá. Ôi rồi ơi, 6 hình như lắp khuôn 7 rồi hay sao ấy. Ok, Văn Đại nhá. Xung quanh giờ đang anh em treo cá lên bàn xem, đông nghẹt khán giả anh em ạ. À, idol hôm nay lại chạy cả đạn cơ, gớm mặt nhở. Có vẻ như là vẫn có đường chạm hay sao ấy, chưa đuôi. Tăng nhiệt độ, lạnh lắm. Tăng nhiệt độ lên hoặc tắt cái này đi, bật một cái bên kia thôi. Đây này, lạnh. Tắt đi hoặc tăng nhiệt độ lên. Rồi, cơ hội cho idol rồi. Vẫn chỉ, vẫn cứ là Nhất Dương chỉ anh em ạ. Con nào cũng phải chỉ. Đóng cứ đồm đồm đồm. Trời ơi, 5-1 cho idol. Chưa nói lên điều gì anh em ạ. Game rất dài, game chạm 11 cơ. Tỷ số bây giờ mới là 5-1 thôi. Cho idol khải tóc dài. Khán giả đồng quá, đá làm lệch cả cam, anh em thông cảm. Rồi, phá hợp lệ. À, chúng ta cùng cổ vũ cho idol khải tóc dài đi một chấm nào. YouTube nó đang bị lỗi, không biết lỗi cái gì. Facebook với TikTok à? Ui ui giời ơi, đúng đây mới là tuyệt kỹ. Giáng Long thập bát trưởng à? Mẹo đánh càn quét luôn, không ăn bi này thì ăn bi kia. Ui giời ơi. Idol đang được sự cổ vũ rất mạnh của khán giả chủ nhà Như Quỳnh Hưng Yên. Rồi, Nhất Dương chỉ đại pháp cứ phải phóng hết gậy luôn. Úi giời ơi, hay quá nhờ. Đúng idol luôn. Ui, ui, cái cẩn tí nữa thì vào mặt em sẽ bì. May mà em ngồi xa đấy. Nguy hiểm thật. Rồi. Cứ quằn quại luôn, idol phải nói là quá cảm xúc anh em ạ. Cứ phải quằn quại. Rồi, chúng ta xem pha dứt điểm của idol. Ui
Vẫn là tuyệt kiều, tuyệt chiêu đại bàng tung cánh 6-1 cho Idol cải tóc dài. Đúng đại bàng tung cánh luôn anh em ạ. 6-1 rồi, liệu còn cơ hội nào cho Idol ra Nga báo không? 6-1 rồi. Đúng tuyệt chiêu đại bàng tung cánh qua dạ màn. Idol đánh dã man luôn. Được sự cổ vũ phải nói là quá cuồng nhiệt của khán giả đội chủ nhà. Này đang kín đặc câu lạc bộ rồi. Rồi Idol múa căng quá. Chạy đi kéo lại quần. Múa căng quá, tút cả quần. Phải đi kéo lại quần. Giang Nga Báo chấp 11-2 nhá, tỷ số đang là 6-1 cho Idol cải tóc dài. Đang thi đấu tại khu đô thị 113 Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên nhá, quán Bini Coffee. Rồi, khán giả đang đông nghẹt. Vâng, đây rồi, sự trở lại của Idol cải tóc dài. Rồi, chúng ta cùng xem pha phá bi của Idol. Rất phòng cạch nhưng mà có vẻ như thiếu bếp rồi anh em ạ. Thiếu bếp. Ôi không được rồi. Đánh một lỗ 10 nhưng còn đấy nhìn thấy tương đối là khó. Tỷ số đang là 6-1 nhá. Như vậy là con gái gọi, con gái gọi cổ vũ cho bố. Rất chi tiết. Con gái gọi điện cổ vũ cho bố. Châu áp phê nhưng mà không được rồi. Xoáy, phải nói là xoáy tít mù luôn nhưng mà ra đuôi ba mất rồi. Nguyễn Hùng Cường có gì đâu. Giờ đi cả ngày rồi con gái gọi thì nghe một câu là xong chứ có cái gì đâu. Đây là đánh giao lưu chứ có cái gì đâu mà. Ông cứ làm quá. À bằng hợp lệ. Ui lại còn ra đuôi nại sao này. Đuôi nại luôn anh em ạ.
Không được. Su tê trúng bi hợp lệ nhưng mà không ăn. Chúng ta cùng tiếp tục là xem màn đại bàng tung cánh của idol Khải Tóc Dài. Hợp lệ. Một pha quay xổ số của idol Giàng A Váo nhưng mà không thành công. Rồi, lại để idol Khải Tóc Dài thi triển võ công. Sời, rất mềm mại, anh bay là bay như chim rồi. Bắt đầu múa miếc các kiểu rồi. Úi giời, anh hay quá nhờ, đấy. Đúng quả lườm lườm rau gắp thịt đấy. Ồ, nhưng ra đuôi mất rồi. Quả lườm rau gắp thịt của idol. Đấy, rất sành điệu. Nào liệu có qua bi không? Ui à. Gần ăn anh em ạ. Thôi cơ hội cho Giàng A Váo rồi, tập trung vào. Bốn bi nữa thôi. Ôi, hơi nhẹ một chút. Ok, vẫn ra đẹp. Quá chính xác. Tốt. 26 cho Giàng A Váo. 26. Giàng A Váo rút ngắn tỷ số xuống 26. Ok nhá. Rồi bây giờ idol Giàng A Váo bắt đầu mới đánh như này. Idol bây giờ bắt đầu mới đánh như này. Ồ, phá hợp lệ nhưng con một ra hơi khoai rồi anh em ạ. Chào bác ạ. Ôi, không được rồi. Chào bác Nguyễn Hiệp nhá, chào tất cả anh em. Ai dạ, ai dạ, ai dạ, quằn quại thôi, vất đi rồi anh em ơi. Ra đùi hư hư rồi. À, đùi hư hự.
công luôn. Ui giời ơi, anh cân luôn mà không ăn anh em ạ. Rồi để cho idol Khải Tóc Dài thi triển tuyệt kỹ võ lâm này. Ô lắc lồ luôn, lắc lồ luôn. Rồi, cơ hội cho Giàng A Báo rút ngắn tỷ số. Tỷ số đang là 6-2 nghiêng về Khải Tóc Dài nhé bạn nhé. Ba bi nữa thôi. Em chào anh Cảnh Chọc nhá. Ồ. Tí nữa thì lụt, may là vẫn còn ngon. Ba sáu cho Giàng A Báo. 3-6. Chào bác Hưu Nguyên nhá. Hôm nay tôi để góc quay hơi xa một chút để anh em được xem được những cái đường đại bàng tung cánh của anh Khải Tóc Dài. Phá hợp lệ mà con bi mục tiêu số 1 bị mất đường rồi. Giàng A Báo đang bị dẫn 6-3 nhá anh Cảnh Chọc nhá. Game chạm 11. Alo. Alo. Trời, idol đánh cứ phun nực luôn. Ôi trời ơi, idol vặn gãy cả xương sườn và trượt. Idol đánh bia kết hợp của tất cả các bộ môn luôn, cả thái cực quyền nữa luôn.
Hay một pha chạy đạn rất sinh viên của anh Khải tóc dài. Lung tung quyền. Khải đánh với idol già Nga báo bạn đẹp dai nhá. Idol chạy đạn rồi. Cường Nguyễn, idol Giáng Nga báo thì từ trước Tết bây giờ mới xuống xuống núi. Không được rồi. Cơ hội cho idol Khải tóc dài thôi. Hay quá. Ui giời anh múa thôi rồi luôn. Quá dã man. Bạn Long inbox cho anh nhé. Số Zalo anh ghi ở trên tường ấy. Rồi, idol ấy. Phát nạn phải chỉ nhất dương chỉ đại pháp mà cùng với đại hoàng tung cánh rồi dã như dã cua luôn, rất chính xác. Trời ơi. Bảy ba cho idol Khải tóc dài. 73. Liệu còn cơ hội nào cho anh Giàng Nga báo không? Cả hai cầu thủ đều lối đánh cực kỳ phong cách. Giàng Nga báo thì cứ lên xe là phóng, còn idol Khải tóc dài thì người ta gọi là đại bàng tung cánh cùng với tuyệt kỹ võ lâm nhất dương chỉ. Tỷ số đang là 7-3 nghiêng về Khải tóc dài. Thiếu bếp mà này hình như ra mất đường B1 đấy sao? Có một chút may mắn cho idol Khải tóc dài. Minh Dung không có nha bạn nhá. Có một chút không may cho anh Giàng Á Báo rồi. Điều V3 lỗi rồi.
Hay quá nhờ. Quá hay cho idol. Quá đàng hoàng luôn. Nhảy con mà vẫn hãm được cái này điều lòng. Còn vì quá hay. Ôi, lỗi rồi. Lại ra đuôi 6 rồi. Kéo hơi nhiều. Bảy ba, còn cơ hội nào cho idol giảng áo báo không? Chạm 11, tỷ số đang là 7-3. Ui, ui giời ơi, pha này thì idol vẫn nứt dương chỉ nhưng mà lại chỉ cái vào lỗ rồi. Hay quá nhờ. Đấy, ông dã thì tôi cũng dã cho ông hiểu luôn. Nhưng idol đóng như đóng gạch luôn. 47. Tôi nói anh em là cái kèo này chưa lây lên điều gì anh em ạ. Game chạm 11 cơ. Game còn tương đối là dài. 47. Cái cơ thủ đều với nuôi đánh tốc độ bàn thờ luôn. Cứ lên xe là phóng. Sao anh hợi ế vợ nhá. Hôm trước bảo sang đi ăn cơm mà không cái mặt mũi đâu. Bốn bảy. Rồi, em chào anh Hải Kin nhá. Hay quá nhờ, một pha xử lý 1 ra 2 rất chi tiết của idol giảng Nga báo. Ui, tí nữa thì đùi. Ôi giời ơi. một pha quánh đông chết tây luôn của Giàng A Báo. Đấy, cách đỗ 27 phân rồi vẫn chết đỗ 10. Sợ thật. Ôi. Đúng là trái bóng tròn anh em ạ. 6 lỗ cơ mà. Chưa. Ôi. Quá cầu thả anh em ơi. Pha điều lại hơi lỗi rồi. Ai chả ý đồ định bắt đuôi của anh Khải Tóc Dài nhưng mà vẫn bị hở mông. Đấy, người dáng đi rất là con vì tương đối ngon mà lại lắc lồ.
Hai thanh niên đều thi nhau bóp vú bỏ chạy kìa. Vẫn không được. Ôi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cơ hội cho Khải Tóc Dài rồi. Lại chết cái. Còn 4 bi nữa thôi. Khán giả đang cổ vũ, phải nói là khán giả đội nhà đang cổ vũ, phải nói là rất nhiệt tình luôn cho idol Khải Tóc Dài. Ôi, hơi Duy Mạnh cái côn băng lại ra khó rồi. Lại ra khó. Hai đồ này đều được xếp hạng D nhá. Vitamin D. Anh đóng cứ phun lực đã, đi đâu thì đi. Ôi, đóng phun lực đã. Rồi, cơ hội cho Giàng A Báo. Lâu lên à, có gì inbox cho mình nha bạn, lâu lên nhé. Tốt. Tỷ số rút ngắn xuống 5-7 cho Giàng A Báo. Năm bảy cho idol Giàng A Báo. Năm bảy phá hợp lệ. Ôi ra hình luôn kìa, một đẹp một ra hai luôn kìa, hình bi tương đối là đẹp, chết hai bi. Giáng A Báo được xếp hạng vitamin C, chấp anh Khải Tóc Dài hạng D 11 chấp 2. Ồ có vẻ má để hơi mỏng quá rồi. Ba đây mà để má hai hơi mỏng. Như vậy vẫn hãm được lực. Rất tốt. Ôi giời ơi, là liên tục có những cái pha điều bị va chạm. Hơi lỗi của Giàng A Báo. Ui giời ơi. Sấp đôi luôn. Cả cái lẫn còn. Cơ hội cho anh Khải Tóc Dài. Con này thì tôi nhìn nó ngon rồi. Đẩy 7 lên cái sang bên kia, 8 lỗ này là xong. Ok, xả vẫn một pha chèo thuyền của idol rất mềm mại, không biết có chèo được sang sông không đây. Úi trời ơi, rất mềm mại anh chèo thuyền, phải nói là rất chi tiết. Ai à, vẫn cứ đóng 85 cho idol Khải Tóc Dài. 85 85 cho idol. Tám năm rất áp lực cho idol Giàng A Báo khi khán giả đội nhà đang rất đông, cổ vũ đang rất cuồng nhiệt cho anh Khải Tóc Dài.
Hai anh này đánh cứ lên xe là phóng thôi. Ồ, một pha bắt đùi rất hồn nhiên của idol Giàng Ngà Báo, ra đùi hữ hữ rồi. Tỷ số đang là 85 nghiêng về Khải Tóc Dài nhá. Hay quá nhờ. Quá hay. Một pha tam băng móc lốp quá hay của idol Khải Tóc Dài. Phải có bi hay quá. Ồ, con một ta khoai lòi mắt ra rồi. Còn bị mọc nhọt ở mông như kia nữa. Qua đẳng cấp luôn. 95 cho Khải Tóc Dài. Đùa với idol à? Quá ảo diệu luôn. Chín năm. Liệu còn cơ hội nào cho idol Giàng A Báo không? Ui rồi, idol bắt đầu cất cánh rồi, đại bàng tung cánh rồi. Con nặng phải chỉ đúng không? Chỉ hết ngọn luôn. Xài lại xòe tung quánh rồi, bay lắm rồi. Tỷ số đang là 95 nghiêng về Khải Tóc Dài. Game chạm 11. Ôi. Rồi, tập trung vào nào, cơ hội bật tung.
Rồi, một bóng chín nữa thôi. Tỷ số được rút ngắn xuống 6-9 cho Giàng A Báo. 6-9. Ok nhá, Lê Quang Dũng nhá. Phá hợp lệ anh em ạ. Hay quá. Ra hình gì đấy? Vừa lực điều ra lăm luôn, quá hay. Quá hay cho Giàng A Báo, vừa lực ra lăm luôn. Hay quá. Quá tuyệt vời. Gãi 6 ra cửa lỗ rồi. Ba bi nữa thôi. Ok luôn. Ha van y nhá. Hai bi nữa. Trời. 79 cho Idol Giàng A Báo. 79. Game chạm 11, 79. Chưa nói trước được điều gì. Cứ lên xe là phóng. Không phải là đánh không tâm huyết mà là bạn Trần Trí ơi, mà lối đánh của người ta như vậy. Bây giờ người ta đánh chậm người ta lại không đánh được. Mà đánh chậm người ta lại không đánh được. Cái lối đánh nó là mang đến tên tuổi và thương hiệu của người ta rồi. Ôi ôi, tí nữa thì chết cái. Ra hình không? Ra hình luôn. Ra hình luôn. Cơ hội cho Idol Giàng A Báo. Hay thế nhỉ. Sang C hai băng luôn. Ra hình luôn. Quá chi tiết. Cái đi đâu? Ui rồi ôi, tí nữa thì chết cái. Ba bi nữa. Quá chi tiết luôn. Cứ lên xe là phóng. Cái rừng này phải phóng luôn rồi. Hay quá mình ơi.
Wow. Đúng là phong David Idol ra ngã báo này, một pha dọn bàn nhanh như hơn hơn thừa đít luôn. 8-9. Qua cẳng. Quá nhanh. Đừng có đùa với hai idol. Ồ. Thiếu bếp anh em ạ. Hà Đen nhanh chứ, idol ra ngã báo tốc độ nó phải tập top thế giới luôn. Tỷ số đang là 9-8 nhưng với idol khải tóc dài. Game chạm 11 anh em nhé. Là cơ hội cho Giàng Á Báo thôi. Lê Xuân Tùng. Ồ, hơi mạnh rồi. Có vẻ như mất đường rồi anh em ạ, mất đường rồi. Hay quá. Còn vì ở khớp rất rất quan trọng. Game chạm 11, thắng ván này thì anh Khải sẽ lên ván hưu. Thắng ván này anh Khải sẽ lên hưu. Ai đổ tí nữa thì ngã văng sang bàn bên cạnh. À phê kinh thật. Quá dã man. Úi giời ơi. Đại bàng tí nữa thì gãy cành. Pha rồi là pha lăng ba vi bộ của anh Khải tóc dài. Trời ơi. Một bóng chín nữa thôi.
tài qua mình ơi. Mười tám cho anh Khải tóc dài. Game chạm 11, như vậy anh Khải đã lên ván hưu rồi. Mười tám. Một pha dọn bàn vào đây, cảm xúc của idol anh em ạ. Liêu siêu quyền gặp lung tung trưởng. Lê Xuân Tùng. Ngoáy cám cho mẹ luôn này. Những cái tuyệt chiêu thất truyền của trong võ lâm. Ngoáy cháo thần trưởng này. Chèo thuyền đại pháp. Rồi, đây là lung tung quyền. Không được rồi. Cơ hội cắt tiết cuộc tình cho idol Khải tóc dài. Anh được đặt penalty. Úi giời ơi, đấy một pha chèo thuyền rất mềm mại luôn. Ôi, khán giả đông đứng phải đứng hết lại đằng sau dây với cột, không cẩn thận. Trời đấy, khán giả ngồi cách xa lắm ấy, không ăn gậy ngay. Tỷ số đang là 18, game chạm 11. Hay quá nhỉ. Rất chi tiết. Có chút may mắn cho anh Khải, anh trượt nhưng mà ra thiết bị rất khó anh em ạ. Thiên Ni. À, inbox cho anh nhá. Ui rồi, ở đây rồi, cơ hội. Cơ hội cắt tiết cho anh Khải tóc dài. À đâu, con 5 tôi nhìn nhầm con 7. Nào, con 5 này anh định làm gì? Cân à? Ui, ui rồi ôi, idol. Chút may mắn cho anh Khải tóc dài. Còn nằm vẫn ra khó. Đang là ván hưu của anh Khải rồi. Rất tỉnh táo anh Giàng A Báo chạy đạn.
Ồ, cơ hội cho Giàng A Báo rồi. Cơ hội cho Giàng A Báo được đặt PMT, còn 4 bi thôi. Hai bi nữa thôi. Chín, mười. Anh em ơi, chưa nói trước điều gì anh em ạ. Game chạm 11, chưa nói trước điều gì. Chín, mười. Ai chạm 11 trước người ấy thắng. Ôi rồi chết rồi. Thế bi này tôi nghi rằng nó quay xổ số lắm. 1991 rồi. Truyền hình K cộng rồi. Khải đang liệm thần chú rồi. Chơi cả đang vận liệm tâm pháp. Các cụ phù hộ rồi. Anh vừa nói rằng là sân nhà các cụ phù hộ, đúng sân nhà các cụ phù hộ luôn, cộng một con 19 chính giao dâu luôn, sợ tập. Đúng là các cụ là sân nhà phù hộ rồi. Kết thúc một cái pha kết thúc quá kinh dị của anh Khải tóc dài. 11-9. 11-9. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và cổ vũ cho trận cầu ngày hôm nay. Phải nói rằng là quá dã man cho idol Khải tóc dài. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và hẹn anh em vào mùa giải sau nhá. Cảm ơn tất cả anh em. Anh em nhớ cho tôi một cái đăng ký kênh, một cái follow kênh ủng hộ nhá. Còn rất nhiều kèo tiếp theo nữa. Nhớ đăng ký kênh cho tôi một cái follow kênh ủng hộ. Vâng, chúng ta thấy rất nhiều khán giả hâm mộ đã đứng ra xin chụp ảnh cùng các idol. Quá tuyệt vời. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nhá.